Momono rất nhiều đã đưa đến thị trường âm nhạc Việt Nam một trong những ca khúc dành chọn những sự tôn vinh của mình, nét đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Bài hát thì đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của những người phụ nữ, cả cánh đàn ông chúng tôi nữa. Điều đó chứng tỏ là những người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại thì luôn được quan tâm ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Tôi nghĩ đây không chỉ là lời của cánh đàn ông đâu mà có thể là lời của chính những người phụ nữ dành cho bản thân mình nữa. Chúng tôi cũng có thể yêu bản thân mình và học cách chăm sóc bản thân mình mà. Và để trò chuyện về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời rất là quen thuộc của chương trình, đó chính là phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Anh Nam thân mến, chắc là anh thời gian vừa rồi cũng theo dõi ở trên mạng xã hội hay là những cái phương tiện thông tin đại chúng thì cũng thấy là cái trào lưu em xinh đó, tức là tự những người phụ nữ yêu lấy bản thân mình hay là có những cái hành động chăm sóc bản thân mình đã trở nên thành một cái điều quen thuộc với phái yếu chúng tôi rồi, đúng không ạ? Vâng, đúng. Bây giờ chị em đã bắt đầu biết tự trân trọng bản thân mình hơn. Họ cũng muốn tận hưởng những cái phút giây và thậm chí là những cái thành công của mình cũng tự thưởng cho mình bằng những cái chuyến du lịch này, hoặc là những cái khoảng thời gian thật là thư giãn bên những cái người thân, những cái con người mà có thể truyền động lực và cảm hứng cho họ. Họ không còn chờ đợi một cách thụ động cái việc mà cánh đàn ông có thể là phải quan tâm, hoặc là họ không còn có cảm giác là tự ti khi mà thể hiện những cái thế mạnh bản thân của mình hoặc là tận hưởng những cái cuộc sống. Nó được thể hiện như thế nào ạ? Ví dụ như là mùng 8 tháng 3 sắp tới, tôi nghĩ là cũng có khá chị em phụ nữ là sẵn sàng tự mua hoa cho mình, giống như là cái bài hát của Miley Cyrus vừa mới đạt giải Grammy vừa rồi đấy ạ. I can buy myself flowers, I can hold my own hands, tức là tôi có thể tự mua hoa hay tôi cũng có thể tự nắm lấy bàn tay mình mà cũng không phải quá quan tâm đến những cái điều khác. Nó sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc sống hay những cái dịp lễ Tết của chúng ta? Nó thể hiện qua cái việc mà các bạn sẽ tự đối xử một cách là tốt với cả bản thân mình, trân trọng hơn những cái điều bình thường ở trong cuộc sống, nhưng mà làm nâng cao cái sức khỏe thể chất cũng như là sức khỏe tinh thần. Yêu bản thân cũng là một cái cách thức mà chúng ta trân trọng cả những cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Chúng ta sẽ biết nói không với cả những cái giới hạn mà đôi khi trước đây nó là những cái trách nhiệm được xã hội truyền thống cứ gán cho chị em, tức là đấy, dâu con này rồi là phải làm thế này hoặc là phải làm thế khác. Nhưng mà bây giờ thì chị em dường như là mạnh mẽ hơn, thoát ra khỏi những cái giá trị đấy và họ mạnh mẽ thể hiện những cái giá trị của bản thân mình, cũng giống như là cánh mày râu của chúng ta vậy. Vâng, tôi thích cái từ khóa mạnh mẽ của anh Trần Thành Nam. Có một câu nói cũng liên quan từ khóa này về những người phụ nữ ấy, đó là những người phụ nữ thì giống như một túi trà vậy, và bạn sẽ không biết là họ mạnh mẽ đến mức nào khi mà cho một nước nóng. Những người phụ nữ hiện đại thì luôn mạnh mẽ và luôn có cái cá tính riêng của bản thân mình. Nhưng mà có một câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn là khai thác một cái cạnh khác đi, đó là đôi khi những người phụ nữ mà có mạnh mẽ và cá tính riêng quá ấy, thì cũng sẽ có những hành động đôi khi là dẫn đến hơi dại dột một chút. Và trong cái quá trình mà anh công tác và giảng dạy thì anh có bao giờ gặp những cái tình huống những người phụ nữ mà làm những hành động dại dột ảnh hưởng đến bản thân và cả con cái của mình? Vâng, đúng như vậy. Đôi lúc thì những cái người phụ nữ cũng có những cái rào cản trong cái tiến trình mà trở thành một cái người biết tự trân trọng và yêu thương bản thân mình. Họ rơi vào chủ nghĩa hoàn hảo, nghĩ rằng là mình bắt buộc là phải theo hướng này hoặc là theo hướng khác để đáp ứng các cái chuẩn mực xã hội. Đôi lúc thì họ cũng sợ phán xét là nếu mà mình yêu bản thân mình quá thì dường như là mình trở nên ích kỷ chăng? Mình phải hy sinh cái nhu cầu của bản thân mình xuống cho những cái người khác chứ? Rồi bên cạnh đó thì nhiều khi để né tránh những cái phán xét của mọi người ấy, thì bắt đầu sử dụng những hành vi nguy cơ. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ phụ nữ cũng sử dụng rượu và một số các cái chất gây nghiện. Hay ví dụ như là chị em đôi lúc cũng thả mình vào các cái mối quan hệ hoặc là những cái cuộc phiêu lưu tình ái mà họ biết chắc chắn rằng nó chả đi đến đâu cả. Nhưng mà nó cũng giống như là một cái cách thức mà họ đang tự làm cho bản thân mình gặp những cái rắc rối. Thì đấy là những cái rào cản khiến cho chúng ta nhiều lúc là cũng không vượt qua cái giới hạn yêu bản thân mình, và nó để lại những cái hệ quả. Đây là một cái ranh giới mà chị em cũng cần phải biết dừng lại, đâu là cái phần mà mình enjoy, hưởng thụ cuộc sống, nhưng mà đâu có thể mang đến những cái nguy cơ. Rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy những cái câu chuyện mà những người phụ nữ đôi khi hơi đánh giá cái tầm quan trọng của bản thân mình và thậm chí cả những người xung quanh một cách rất là tiêu cực, ví dụ như là dọa là sẽ làm hại bản thân mình cùng với con cái, như là sự việc chúng ta thấy thời gian gần đây chẳng hạn. Vậy thì làm thế nào để những người phụ nữ đầu tiên là tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực hay là những cái hành động dại dột như vậy, và tiếp theo, bước tiếp theo là biết yêu lấy bản thân mình, biết chăm sóc bản thân mình một cách thật là tích cực mỗi ngày và từ đó bồi đắp thêm cho cuộc sống của bản thân mình ạ? Chúng ta hãy dành mỗi ngày một khoảng thời gian 10 phút để lắng lại xem là những gì mà chúng ta đã hoàn thành trong một ngày. Bất cứ ai cũng đều có những cái điểm rất mạnh và có cả những cái điểm yếu của bản thân nữa. Hãy trân trọng và yêu thương cả những điểm mạnh và điểm yếu
yếu của bản thân mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ học cách nói không với những cái giới hạn đỏ. Ví dụ như là chúng ta được phép là tận hưởng cuộc sống, nhưng mà có những cái giới hạn mà mình sẽ không bước qua vì có thể dẫn đến những cái nguy cơ cho mình. Chúng ta cũng chiến đấu với cái chủ nghĩa hoàn hảo, vì thực sự ra nhân vô thập toàn, cuộc sống không ai có thể hoàn hảo cả. Và cái cuối cùng có lẽ có một cái câu nó nói rất hay, tức là học cái cách thức mà chúng ta sống chậm. Khi mà chúng ta sống chậm hơn thì chúng ta sẽ có thể hưởng thụ được nhiều hơn. Uống một tách trà rất nhanh có khi chúng ta không cảm thấy cái vị trà, nhưng mà uống chậm chúng ta có thể cảm nhận được cái sự khác biệt của những cái gọi là hương vị của cái tách trà đó. Nó cũng giống như cái hương vị cuộc sống thôi. Thì cũng chúc chị em sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều năng lượng và trở thành những cái đóa hoa đẹp nhất để cái đàn ông của chúng ta luôn khao khát. Vâng, tôi đang định nhờ anh Trần Thành Nam chúc một lời chúc nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì anh đã làm công việc đó rồi. Và những người phụ nữ nhân dịp này thì chúng ta hoàn toàn có thể là tự yêu lấy bản thân mình, tự dành thời gian cho bản thân mình, có thể là tự tổ chức một bữa tiệc nào đó với bạn bè, tự mua hoa cho bản thân. Nhưng điều quan trọng là các bạn, như anh Trần Thành Nam có nói, đừng đi qua một giới hạn đỏ nguy hiểm nào cả. Cảm ơn cuộc trò chuyện ngày hôm nay với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam rất nhiều. Và cái nét đông chúng tôi thì luôn mong muốn rằng là những người phụ nữ ấy, họ không chỉ đẹp trong những ngày lễ 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 mà họ sẽ luôn đẹp trong 365 ngày của năm. Muốn như vậy thì các bạn, những người đàn ông cũng hãy luôn luôn yêu thương những người phụ nữ xung quanh, không chỉ trong một ngày lễ nào mà tất cả 24 giờ một ngày. Hãy luôn luôn chăm sóc những người phụ nữ thì những người phụ nữ sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, và quay trở lại cũng chính họ sẽ yêu bản thân họ.